Và kính thưa quý vị thính giả, bây giờ Hà Vân kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình live show sức khỏe cộng đồng trên làn sóng AM 1500 cũng như trên hệ thống internet toàn cầu vnamradio.net và ksjx1500.com cũng như những quý vị trên Facebook, YouTube và Thomas Trúc Việt. Cảm ơn chị Hà Vân, Thomas Trúc và chị Hà Vân rất cảm ơn quý vị giữ cái channel AM 1500 để tiếp tục cùng với chúng tôi chia sẻ tiếp trong cái chương trình live show sức khỏe cộng đồng này. Và một lần nữa rất cảm ơn quý vị đã rất là ủng hộ cũng như chia sẻ cũng như đã liên lạc với chúng tôi trong cái tuần vừa rồi rất là nhiều. Bởi vì hiện tại thì chúng tôi đang có một cái chương trình discount rất là tuyệt vời. Cho nên quý vị nào đã nghe và đã có những cái quyết định mua cái máy nước này thì liên lạc với Thomas nha quý vị. Hôm nay chúng tôi sẽ nói thêm về cái vấn đề những cái nhóm nước trong cái chiếc máy này nó có những cái tác dụng gì, không những là ngoài về vấn đề mà chúng ta chỉ cần cái nguồn nước để uống không, thì chiếc máy này nó có nhiều cái tác dụng rất là nhiều, và chắc chắn rằng là quý vị sẽ không bao giờ hình dung được nó sẽ là một trong những cái chiếc máy mà rất là tuyệt vời cho một cái gia đình, cho một cái sinh hoạt rất là đầy đủ nha quý vị. Chắc có lẽ là cái điều đầu tiên đó là chị Hà Vân chỉ rất là thích thú nhất là cái nguồn nước 6.PS, đó là cái nước Beauty Water, là một cái loại nước thế cho cái toner đó quý vị. Cái nước đó là chăm sóc cho tóc, cho da chúng ta, cũng như quý vị nào có những cái thú cưng của chúng ta dùng để tắm hết sức là mượt mà cái bộ lông cho các chú chó cưng của quý vị. Vâng, thưa quý vị, Hạ Vân luôn luôn nói ở trên đài về những cái điều mà chúng ta giúp cho cái sức khỏe của chúng ta được tốt, thưa quý vị. Vì Hà Vân nghĩ rằng khi chúng ta có sức khỏe là chúng ta có tất cả. Khi chúng ta có sức khỏe là chúng ta cảm thấy yêu đời, cảm thấy vui và chúng ta có nhiều năng lực, nhiều năng lượng nữa thưa quý vị, nhiều energy, energy để mà chúng ta có thể làm những công việc hàng ngày cho chúng ta, cho gia đình và cho người thân của chúng ta. Nên luôn luôn Hà Vân cổ động hai cái nguồn để mà làm cái sức khỏe của chúng ta được tốt lành, tức là thức ăn và nước uống, thưa quý vị. Một khi bây giờ mình nói đến nước uống trước quý vị nhé. Chúng ta có thể ăn ít, chúng ta có thể thiếu ăn, nhưng mà chúng ta không thể thiếu nước. Chúng ta phải uống nước và giữ cho cái cơ thể của chúng ta lúc nào cũng đầy đủ, tươi mát và có nước ở trong cái cơ thể của chúng ta. Tại vì tất cả những cái cơ quan trong cơ thể của chúng ta rất là cần nước, thưa quý vị. Đôi khi quý vị thấy vào những mùa nóng đó, quý vị đi bộ từ ở trong nhà của quý vị hoặc là từ xe của quý vị đi vô trong chợ. Ha, nhiều khi đi cái quý vị đậu xe xa một chút đi vô trong chợ, quý vị cảm thấy nhức đầu, quý vị cảm thấy khó chịu, quý vị biết làm sao không, là cái cơ thể của mình báo động cho mình là tôi đang cần nước, tức là quý vị nên lấy một chai nước để quý vị uống đi. Hà Vân bảo đảm với quý vị, sau khi quý vị uống nước xong, quý vị sẽ thấy hết nhức đầu liền, tại vì cái cơ thể của quý vị nó quá khô đi. Quý vị hồi sáng quý vị đã uống rồi thì làm sao mà bây giờ nó khô, thì đó là những cái báo động để cho mình biết là như vậy. Và quý vị thấy là nhức đầu nè, và cái tim của quý vị đập rất là nhanh, và quý vị thấy mình thở rất là mệt. Đó là cái cơ thể của quý vị nói là quý vị hãy uống nước đi. Vì vậy nên luôn luôn trong xe của quý vị là có một cái chai nước. Và nếu mà quý vị muốn an toàn đó thì quý vị có những cái loại chai nước mà ở trong nó bằng bằng sắt hoặc là bằng porcelain hoặc là bằng stainless steel đó thưa quý vị. Đó thì quý vị để nước vào trong đó thì quý vị không có sợ cái plastic nó làm hại cái nguồn nước của quý vị. Mà quý vị tưởng tượng coi, nếu mà quý vị mua nước chai quý vị uống như vậy đó, một ngày mà quý vị uống cái chừng 3 chai như vậy, quý vị mua là cũng một đồng mấy một chai, những cái chai như là nước Evian hay là nước gì đó. Đó thưa quý vị, đó.
thì là quý vị thấy là nó tốn kém phải không? Nhưng nếu quý vị có cái máy nước Kangen này trong nhà của mình thì mình cứ bỏ vô những cái nước đó vô trong những cái chai đó rồi mình để trong xe, thưa quý vị, để cho cơ thể của mình luôn luôn được dồi dào đầy đủ nước, và cái da mặt của mình nữa thưa quý vị rất là cần nước, tại vì nếu không nó quý bà quý cô hay bị da mặt khô đó, không biết lý do vì sao. Có người thì họ nói tại vì mình lớn tuổi rồi thì mình thiếu đi những cái chất collagen này kia cái nọ, nhưng mà thưa quý vị điều đó cũng không có đúng 100% đâu. Cái điều cần thiết nhất là nước, thưa quý vị, nước sẽ làm cho làn da của mình được dồi dào, làn da của mình được activate thưa quý vị và mịn màng, đó là cái điều Hà Vân thấy được. Vì vậy cái nước của cái máy Kangen Water này nó đặc biệt, không phải là chỉ nước uống mà thôi, và có những cái loại nước để cho mình xịt lên da mặt của mình, nó gọi là beauty water, nó giống như là nước toner đó thưa quý vị, để mình rửa mặt của mình, thì mình thấy cái lỗ chân lông của mình khít lại, và quý vị thấy cái da của mình khi mình để một cái lớp make up nhẹ lên, cái da của mình rất là đẹp thưa quý vị. Thì đó, thì Hạ Vân, đó là Hạ Vân nói sơ sơ vậy thôi. Hạ Vân để cho Thomas nói thêm những cái công dụng của cái máy nước Kangen Water này thưa quý vị, nó phải đặc biệt như thế nào để mà có thể có cái sự gọi là được cái sự popular, được cái sự phổ thông như vậy, để mà mọi người khi nói đến cái loại máy nước Kangen này họ rất là cảm phục thưa quý vị. À, cảm ơn chị Hà Vân đã chia sẻ cái điểm này hết sức là tốt đó quý vị. À, bởi vì cái nhóm cái nước cái máy này nó không những là mình chỉ uống không mà nó chia ra tới 5 nhóm nước. À, thì cái nhóm đầu tiên là mình uống nó từ 8.5 pH cho đến 9.0 pH và 9.5 pH. À, thì như quý vị biết trong cơ thể của chúng ta đó, cái độ trung bình của pH của chúng ta là từ 7.4 cho đến 7.8 pH. À, nhưng tại sao mình phải uống cái cao hơn như vậy? Bởi vì gần như trong cơ thể chúng ta rất là nhiều axit, bởi vì trong quá trình ăn uống của chúng ta đó, nó bị những cái axit dư thừa ra, nó sẽ làm cho cái độ alkaline, cái độ pH của chúng ta nó tụt xuống đi. Thì như quý vị biết khi mà nó xuống dưới 7 chấm đó là tất cả những con virus trong cơ thể của chúng ta nó sẽ bắt đầu hoành hoành lên, có nghĩa là cái độ pH trong cơ thể của chúng ta nó tụt xuống dưới 7 chấm là cái môi trường để nuôi phát triển cho virus. Cho nên khi chúng ta uống cái nước từ 8.5 cho đến 9.0 pH hoặc 9.5 đó để nó balance lại tất cả những cái axit, thì nó giúp cho cái độ alkaline và độ pH trong cơ thể của chúng ta tăng lên trở lại. Cho nên cái vấn đề uống nước, chọn cái nước alkaline là một trong những cái vấn đề mà hết sức là cần thiết. À, như quý vị thấy sau khi cái COVID-19 nó vừa bùng phát là gần như tất cả các cái kệ hàng trên các siêu thị lớn của Mỹ đều bắt đầu tung cái mặt hàng Alkaline Water ra bán, từ như Safeway bán 8.8 pH, Costco bán 9.5 pH. Cho nên quý vị thấy tại sao như vậy? Đó là một trong những cái lý do mà chúng tôi luôn luôn nhắc nhở cũng như là chia sẻ với quý vị qua cái máy nước Kangen Water này là như vậy. Thì ngoài cái nước uống, cái nhóm nước uống rồi cái nhóm nước Beauty Water như chị Hạ Vân vừa chia sẻ, thì nó còn một cái nhóm nước nữa gọi là 11.5. Cái nhóm nước này đó nó sẽ giúp cho quý vị rửa được thịt, cá, rau hay là những cái thực phẩm mà quý vị để nấu ăn đó, nó hết sức là giá trị. Bởi vì khi mình ngâm vào cái nước này đó, chỉ cần 5 đến 10 phút sau là nó đã tan rã hết tất cả những cái gì bám vào trong cái thực phẩm đó. Cho nên quý vị sẽ thấy khi mà mình thịt mình mua đó, mình về mình ngâm vào đó chừng khoảng 5 đến 10 phút sau, cái thịt nó tươi rói và nó đỏ lên. À, nó lạ vậy chứ nó không phải là giống như quý vị ngâm vô nước cẩm thì sẽ thấy cái màu thịt nó sẽ bầm xuống lại, nhưng mà ngâm vô cái nước 11.5 này cái miếng thịt tươi lên lại, nó rất là lạ. Cho nên Thomas là người hay nấu ăn cuối tuần cho nên rất là thích cái này, và nó rất là tiết kiệm thời gian cho chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta muốn rửa một rổ rau lớn ăn cho một cái lẩu thì quý vị sẽ mất cả từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ, còn ở đây quý vị không cần nhé, cắt gọn gàng xong bỏ vô cái thau ngâm nó 10 phút sau quý vị lấy ra là ăn, không cần phải làm gì hết, cho nên mà hết sức là sạch, bảo đảm với quý vị là vấn đề như vậy. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về cái máy Kangen Water này, quý vị có thể lên online hoặc là quý vị có thể gọi cho Thomas Trúc Nguyễn, sẽ có những cái video clip để quý vị hiểu rõ hơn lý do tại sao mình cần cái nguồn nước này thưa quý vị.
Vì như Hà Vân nói là cái nước nó tạo nên cái nước alkaline đó. Thưa quý vị, mà nhiều khi mình mua cái nước alkaline ở ngoài đó nó cũng chưa chắc. Tại vì đây từ đây đó mình lấy cái nước ra từ đây nó còn fresh lắm thưa quý vị. Alkaline mà quý vị để trong bình mà quý vị để vài ngày là hết cái độ alkaline rồi. Thì quý vị có thể tìm hiểu thêm để quý vị biết được cái công dụng tuyệt vời của cái máy nước Kangen này, đặc biệt là được cái máy này làm từ bên Nhật Bản. Thì quý vị biết Nhật Bản thì cái quality của họ như thế nào rồi phải không thưa quý vị? Thì Vân thấy cái cuộc sống của chúng ta đó thì việc giữ gìn sức khỏe tốt là cái điều the must, cái điều mà chúng ta phải để ý đến gọi là đặt lên cái hàng đầu đó thưa quý vị. Và đó là nước uống đó thì hôm nào khác thì mình sẽ nói về thức ăn, làm sao mà mình có thức ăn tinh khiết phải không thưa quý vị? Thì mình muốn có thức ăn tinh khiết thì mình có nước ăn tinh à, mình có thức ăn tinh khiết thưa quý vị mà không có đắt lắm đâu mà rất là ngon. Mà quý vị ăn thức ăn tinh khiết rồi quý vị không muốn ăn thức ăn khác nữa thưa quý vị. Và thì hôm nào thì mình sẽ nói thêm về điều này. Một cái điều Hạ Vân muốn nhắc nhở ngày hôm nay đó thì quý vị thấy là quý vị đi mua trái cây hay mua rau đó là quý vị thấy trên nó có dán cái nhãn đó thì quý vị biết là những cái đồ organic đó, bắt đầu bằng cái số 9 thưa quý vị, và nó có 5 số là 5 số như bắt đầu bằng số 9. Còn còn những cái trái cây hoặc là rau cỏ khác một loại thường không phải và organic nó chỉ có 4 số mà thôi. Và nó bắt đầu có khi là số 4, có khi là số 5. Nhưng mà cái organic đó, nó có 5 số mà nó bắt đầu bằng số 9. Coi vậy chứ mà nhiều người không biết đó nha quý vị Cái đó là nha, một cái mã số quan để trọng cho lắm. nó phân biệt cái organic food đó quý vị. Thì vừa rồi có một vị khách có nó liên lạc với Thomas nói chuyện thì cái điều này rất nhiều vị độc giả đã gửi vào và hỏi là hay concern là cái nước này nó có bắt cái máy này xong nó có cả cái hệ thống nhà hay không? Thì để trả lời cái câu này cho quý vị thì xin thưa là không. Bởi vì cái chiếc máy này nó rất là gọn, chiều ngang nó khoảng chừng 10 10 14 inch, chiều cao nó khoảng chừng 15 16 inch và cái chiều cái hông của nó khoảng chừng 9 inch thôi. Nó rất là đẹp và một cái máy một cái mẫu mã rất là sang trọng thì chúng ta bắt ngay trực tiếp ở trên cái sink nước của chúng ta thôi, ngay cái chỗ rửa chén đó quý vị. Thì cái nguồn nước mình đấu mình bắt lấy từ cái nguồn nước không tên của chính phủ, mình đi thẳng vào máy. Thì cái máy này đầu tiên nó vào nó qua một cái gọi là smart filter là một cái hệ thống lọc, sau đó nó sẽ process qua 7 đến 8 cái dĩ platinum. Từ đó họ dùng cái công thức điện phân đó quý vị, trong nguồn nước chúng ta nó có một cái nhóm alkaline, một cái nhóm acid thì bắt đầu nó mới phân ra làm hai. Thì tại sao cái máy này nó có một đường vào mà nó có hai đường ra là như vậy, một cái đường chảy ra là alkaline, một cái đường chảy ra là acid. Cho nên quý vị thấy cái máy nước này nó rất là đặc biệt, nó không giống như những máy nước lọc thông thường nha quý vị, nhớ là như vậy. Và đa số chúng ta đó, người Việt chúng ta cũng rất là chú trọng đến nguồn nước, gần như ai cũng có cái máy lọc hay là bắt một cái hệ thống gì đó, nhưng mà đa số những cái hệ thống lọc đó thì nó rất là nhiêu khê cái vấn đề khi quý vị thay những cái bộ lọc, vừa tốn tiền mà rất là nhanh thay, tại vì nó dơ nhanh lắm, 2 3 tháng là thay, 2 3 tháng là thay, mỗi một lần là 70 80 cả 100 đồng một cái bộ lọc như vậy. Cho nên nó rất là bất tiện. Cho nên khi quý vị dùng cái này thì Thomas đã từng gặp rất là nhiều gia đình như vậy và khuyên nên chúng ta bỏ cái hệ thống lọc đó, không cần nữa, chúng ta đi direct nước từ nước của chính phủ vào luôn. Bởi vì nước của chính phủ hiện tại như ở California chúng ta nó cũng đạt cái tiêu chuẩn từ 7 PS, nó cũng ok lắm, không có vấn đề gì cả. Cho nên chúng ta đưa thẳng vào cái máy này và nó đỡ bớt cái vấn đề chúng ta maintain hay chúng ta thay những cái filter nó rất là phức tạp và rất là tốn kém. Còn cái máy nước này chúng ta cũng có cái filter, thường thường thì mỗi một năm chúng ta chỉ thay một lần mà thôi, cho nên nó cũng mà rất là tiện lợi, nhanh, không có cái gì phải mất thời gian cả. Và cái máy nó tự nó clean cho nó, khi mà quý vị lấy nước đó thì nó nói là nó đang clean, tức là nó đang cái hệ thống nó đang hoạt động trong đó đó, thì nó nói it's clean là nó đang hoạt động trong đó đó thưa quý vị. Sau khi nó không còn nói cái đó nữa, tức là nó nói là nó lại nói trở lại cái nước gì đó đó, thành ra mình biết nữa thưa quý vị. Thành ra nghĩa là cái máy này nó nhỏ nó gọn thôi, và quý vị đặt ở nơi nào có cái sink, có cái bể
có cái hồ, có cái bể nha thưa quý vị. Tức là quý vị có thể đặt ở trong nhà tắm, quý vị đặt ở trong một cái ngay chỗ cái bar của quý vị đó, cái bộ nhà có những nhà có cái bar, có cái sinh đó, quý vị đặt ở đó. Hoặc là quý vị đặt ở những có những nhà là có cái chỗ mà giặt đồ đó thưa quý vị, trong chỗ giặt đồ có cái sinh đó, thì là mình đặt ở trong đó, thì mình muốn lấy nước thì mình chỉ đem cái bình của mình vô mình lấy nước thôi, rất là tiện thưa quý vị. Thành ra một ngày mình có thể lấy nước bao nhiêu chai, bao nhiêu gì cũng được hết, lấy 4-5 chai để trên xe đó, để mình vừa lấy xe mình uống, và lúc nào mình cũng giữ cho cái độ ẩm trong cái cơ thể của mình nó được tốt thưa quý vị. Nếu mà Hạ Vân nói như vậy, quý vị nói là chắc là mùa hè uống nhiều, mùa đông không uống nhiều, và mùa đông còn uống nhiều nữa thưa quý vị. Tại vì mùa đông còn dễ khô hơn mùa hè nữa. Mùa hè đó mình trời nóng nhưng mà nó cũng là humid, nó cũng chảy mồ hôi, thành ra nó cũng đỡ, phải không thưa quý vị? Nhưng mà mùa đông á, nó khô, cái không khí nó khô, và nó mình lại càng cần thêm nước nữa vào mùa đông. Thì quý vị thấy là lúc nào trên xe là cũng phải có mấy cái bình nước nhỏ nhỏ để mà mình uống đó thưa quý vị, rất là tuyệt vời. Khi mình uống nhiều nước đó thì nó sẽ lọc những cái chất cặn bã ở trong cơ thể của mình, để cho cái gan của mình không có phải hoạt động nhiều, cái thận của mình không phải hoạt động nhiều. Thì quý vị, ở một cái tuổi mà ngoài 60 đó, rất là nhiều người bị cái sạn ở trong thận hoặc là bị sạn ở trong mật thưa quý vị. Cả hai đều bắt nguồn từ cái mà mình không có uống nước đủ mỗi ngày, để cho nó lọc đi những cái chất gọi là thường thường mình uống nước, trong cái nước nó có cái chất minerals thưa quý vị, thì những cái chất minerals, những chất calcium như này kia nó hay đọng lại. Thành ra mình uống nước nhiều như vậy, quý vị thấy nè, dễ ngủ nè, mà quý vị thấy, quý vị có thể là quý vị phải đi bathroom nhiều, nhưng mà that's ok. Quý vị sẽ thấy rất là thoải mái đó thưa quý vị, và cái cơ thể mình lúc nào cũng được clean hết, được sạch sẽ hết á. Thành ra cái gan của mình nó được yên bình, cái thận của mình cũng được bình yên nữa thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà mình có cái máy nước này trong nhà rất là tiện lợi. Hà Vân thấy có nhiều quý vị phải đi mua nước từng bình này tới bình kia, Hà Vân thấy tội nghiệp hết sức á. Tại vì á, bưng những cái bình nước rất là nặng thưa quý vị, 10 gallon phải không, 5 gallon hả, hay 10 gallon gì đó Hà Vân không biết, 10 thì ba không nổi đâu, rất là nặng, rất là nặng, Hà Vân bưng được đó, nhưng 10 mà nhưng là gần rất là nặng thưa quý vị, 40 lít đó, rất là nặng. Thành ra Hà Vân thấy tội nghiệp quá à. Tại vì mình bưng như vậy, how long mình có thể mình bưng như vậy, mai mốt đó mình bưng nhiều khi nó gãy lưng mình luôn đó thưa quý vị. Có thể lúc mình trẻ thì ok, nhưng mà cứ bưng hoài như vậy coi rất là nguy hiểm. Thì Hà Vân thấy tội nghiệp lắm, mà mua như vậy đó, cái nước nó cũng đắt nữa quý vị. Đi nếu mà quý vị tính từ cái máy này ra thì quý vị thấy quý vị sẽ save được rất là nhiều tiền, mà quý vị có một nguồn nước tinh khiết nữa thưa quý vị, rất là thích. Đúng vậy thưa quý vị, chị Hà Vân vừa chia sẻ thì nhân đây Thomas cũng đi sâu vào một chút, nhất là quý cô quý bà rất là chăm chút cái da của mình đúng không. Thì cái da đó của chúng ta đó, quý vị hiểu được rằng là nó có ba cái level để mà mình bảo dưỡng. Cái bề mặt bên ngoài đó là một cái là cái lớp da của mình nó đang có, và cái mặt thứ nhì đó, cái level thứ nhì đó là nó gọi là cái mà mình phải cần những cái dinh dưỡng về da để nó nuôi những cái tế bào da của mình. Và cái level thứ ba sâu hơn nữa, nó gọi là những cái skin cell đó, nó cần phải phát triển. Thì cho nên chúng ta không chỉ xoa bên ngoài không á, nó cũng không có tác dụng gì cả, bởi vì chúng ta xoa bên ngoài nó chỉ bảo vệ cái lớp bên ngoài mà thôi. Còn cái lớp thứ nhì đó thì chúng ta cần có nước, để nước nó mang những cái vitamin cần thiết đến cái level thứ hai để nó nuôi da mình. Và cái level thứ ba đó nó rất là cần những cái chất vitamin hay là những cái máu của mình, nước, dùng nước để đưa nó đến để nó sinh sôi và nó phát triển những cái skin cell nhiều ra. Thì đó là ba cái level trong da. Cho nên khi mà cái máy nước này quý vị vừa uống nè, vừa thoa mặt bên ngoài nữa, thì quý vị nhớ vừa rồi chị Hà Vân chia sẻ đó, cái nhóm nước Beauty Water là 6.PS, trong cái máy này nó có cái nhóm đó luôn, thì chúng ta để xoa bên ngoài bảo vệ. Còn cái nước uống 8.5 đến 9.5 PS thì chúng ta uống. Thì quý vị biết bất cứ những cái vitamin nào nó cần đưa đến những cái
cái nơi chúng ta cần thì nó phải cần có nước, bởi nước nó giống như một cái chiếc xe vận tải đó, nó chở máu, nó chở những vitamin, những chở những cái chất cần thiết, nó đi đi delivery khắp cái cơ thể của chúng ta. Cho nên cái nước nó hết sức là quan trọng là như vậy. Cho nên quý vị nhớ, mà trong khi đó cái chiếc máy nước này nó đã có nhiều cái tác dụng như vậy, tại sao chúng ta không mua nó? Đó là một trong những cái câu hỏi mà quý vị nên lựa chọn như thế nào. Quý vị cũng có thể hỏi Thomas tại sao tôi phải mua nó. Yeah. Thomas sẽ giải thích đến với quý vị nhé. Mình hỏi như vậy đó, tại sao tôi phải mua cái máy này trong khi cái máy gì đó quý vị, Hà Vân đã có người quen xài cái máy gì đó, thưa quý vị, tắt nghẽn luôn. Kinh khủng lắm. Thành ra một khi mà mình đã nói đến sức khỏe, mình đã nói đến cái sự dinh dưỡng, mình đã nói đến cái nguồn sức khỏe của mình, thì thưa quý vị, đó là vô giá. Hà Vân tin là như vậy, đó là vô giá. Tuy nhiên, có thể quý vị muốn biết rõ hơn về cái máy này, phải không? Quý vị có thể tìm hiểu, quý vị có thể hỏi những người đã dùng rồi nhé. Quý vị có thể lên online, hoặc quý vị hỏi Thomas có những cái video clip để quý vị thấy thật sự những cái công dụng này, cũng như là những cái sự thử những cái máy khác, hoặc là những cái loại nước thường và những cái loại nước ra từ cái Kangen machine này, thưa quý vị, thì quý vị sẽ thấy cái sự khác biệt đó. Số điện thoại của Thomas Trúc Nguyễn là 408-614-8408, 408-614-8408. Chắc là mình phải chấm dứt chương trình ở đây để quý vị còn gọi cho Thomas. Trước khi chấm dứt chương trình thì Thomas cũng báo tin vui cho bà con mình nha. Hiện tại trong cái team của chúng ta đang có một cái chương trình promotion bonus rất là nhiều. Quý vị nào quyết định muốn lựa chọn cái máy nước này thì liên lạc với Thomas. Thomas sẽ cho quý vị biết rõ chi tiết chúng ta sẽ được những cái discount như thế nào nha quý vị. Và rất cảm ơn chị Hà Vân chia sẻ hôm nay rất là hay. Những cái điều đó nó rất là cần thiết cho sức khỏe. Chúng ta phải coi trọng sức khỏe là hàng đầu, để bởi vì có sức khỏe chúng ta mới thực hiện được tất cả những cái gì chúng ta mong muốn. Đó cũng là một trong những cái điều mà Thomas Trúc cùng với chị Hà Vân muốn duy trì trong cái chương trình Live Show Sức Khỏe Cộng Đồng này. Hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình lần tới.